Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Để nói đầu tiên thì Mentor gửi lời chúc cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Cũng như là hôm nay là ngày đầu tuần thì Mentor xuống đây để cập nhật cái ngôi nhà của âm thanh để làm tới đâu rồi. Thì cái này đi cũng mua một số bịch bánh để gửi mấy em bé này. Đâu, cái đâu rồi? Thì mời cô chú anh chị vào bên trong xem cái ngôi nhà hôm nay làm tới đâu rồi. Thân ơi, nghe đâu rồi? Đây, có một bánh xe con nè. Cảm ơn chú đi. Rồi, đây mấy kia đâu hết rồi? Thằng nhỏ đi, con nằm ngủ trong đồng mấy kia rồi. À, đi lên sao rồi? Sao lại làm tới đâu rồi hả? Xây phòng xong chưa Thanh? Xong rồi. Ừ, chào bác Minh. Chào anh. Này à, xong chưa? Ô, sao bác em? Sắp sao bác? Dạ. Thôi khỏe không? Ôi, quá trời ơi, không bắt tay đâu. Định bắt tay thấy tay quá trời rồi. Xong chưa anh Liêm? Phòng xong chưa? Cười, sao cười? Cười chắc cười không cho quá. Ôi, không có gì kê chú Ly. Bước ngõ nó kìa, quên là bị hoài luôn. Nào, đây không? Không phải. Nhớ bắt chỉ này giùm em miếng nghe. Có cái chỉ này nó cho nó đẹp đẹp chút xíu. À, phòng sao dán rồi hả anh Liêm? Nhà vệ sinh xong rồi hả? Dạ. Dạ. Đây là dòng ra phía sau rồi. Mời cô chú chị theo chân Minh Tơ. Rồi, mời cô chú chị theo chân Minh Tơ vào phía nhà sau. Để coi này làm tới đâu rồi. Lần vô hả anh Sơn em? Lần vô hả? Ta lấy chân nhàn giáo ta dựa vô rồi ta leo lên cái rộp là được rồi. Minh, Minh, ta lấy chân nhàn giáo ta dựa vô rồi ta đứng lên là ok rồi. Rồi đi ra này nè. Con, đứng cái bảng cái máy con. Trong to chưa anh Niêm? Trong sao rồi? Mai tao mất gạch rồi đó. Thấy không? Mai hẹn cãi cho ta giờ này tao mất gạch không? Tao nói... Để nhận người ra luôn không? Ừ. Rồi thế. Ờ, nói cái quy tính với anh Tô Thiên Miễn của của mình mà. À. Rồi chỉnh cái chỗ móp móp chỗ nhà tắm cho mình luôn nghe. Móp móp à, nó phải bẻ rồi. Móp móp bẻ bẻ đó. Thì cuối tuần này bắt đầu là anh Hoàng Gia phải không? Đúng rồi. Rồi nó trên YouTube của em đó nghe, nó không phải nói chơi đâu nghe. Nói là thiệt đâu, nó trời. Là sơn màu sơn luôn hết luôn hả? Hay hả? Thợ B anh mướn rồi. Thợ B rồi luôn hả? Mướn rồi luôn á. Quá dữ không? Chỉ có anh Liêm mới công bố trước ngày giờ luôn hả? Chắc rồi bữa đó cái mùng 6 mình mới có. Thì không mình khai công mùng 6 giờ mùng 6. Mùng 6 giờ luôn không? Wow, một tháng luôn ha, dữ hả? Vậy là người nói một tháng rưỡi mà nhau một tháng là không chịu à. Sao khác đi một hộp không? Để đó đi nè. Sao thoải mái luôn á. Anh Tô Nguyễn nó nói làm mẹ cho anh đi, cho em đi.
Tôi Lê Nguyễn nói là phải làm cho nhanh. Nó nhớ bạn rồi, sớm sớm này ảnh mới lịch thề tôi chứ không lịch thề. Ghê không? Đặt điều kiện chi tiêu mới được. Đặt điều kiện nữa rồi cô chú chị, anh Liêm đặt điều kiện với Mạnh Thường Quân luôn rồi. Why, why? Mình nói tháng rồi, sao giờ mình phải làm cho điều kiện chi tiêu mới được. Muốn gài anh Tony Nguyễn nè, Tony Nguyễn ơi, anh Liêm muốn gài anh rồi nè. Chơi gài anh Tony Nguyễn không ta? Không phải một mình anh Tony Nguyễn đâu nghe, là nhiều Mạnh Thường Quân đóng góp ngôi nhà đó, là nhiều, không phải một mình anh Tony Nguyễn. Ở dưới giờ hai nhà rớt thò sao không được nè, em sai. Quá tội kìa. Tại vì anh Tony Nguyễn là người đóng góp đầu tiên mà số tiền nó cũng hơi khá khá hơn với Mạnh Thường Quân khác. Phải gài gài chung với anh. Gài chung Mạnh Thường Quân hết đi. Anh quét hoài không cho em vô quay toilet luôn ta. Em xin vô quay toilet chứ đi. Dạ. Cameraman đứng đợi ngoài nè. Để quay. Thấy anh làm em không dám kêu. À, thì cũng dáng cũng đừng hoàn thiện của chúng tôi. Còn mấy miếng nữa à. Mình tờ dáng lên 1m6 là 4 viên gạch. Thì anh nói là một tầng nó bắt đầu là bàn giao luôn cuối tuần này. Wow, thì rồi thì nhà sao thì cũng thì lót xong rồi đầu mới lên màu là xong rồi. Mình tôm cũng có mua một cái dội nước của chú chị bằng inox. Mình xây hướng nào cũng được hết, nhưng nửa bên đây thì xây bên đây. Cái mình xây bên đây thì xây ngược qua đây. Lúc trước á mình làm mình không biết có cái dồi này đâu, nó xây qua xây lại đâu, tưởng là cái hai dồi dính liền. Lúc đó mình tôi phải chế dạng thảo anh Minh á. Đợt này mới vô cửa hàng mình nhìn thấy có cái loại này. Nó xây qua xây lại được chứ tưởng là xài một lần hai cái. Mà cái lỗ này có một cái màu à, mình mới chế. Lúc đó mình cũng chưa có thông minh gì mấy. Mà cái này nó mắc tiền hơn cái loại chế. Mà cái này chắc là nó bền hơn cái mũ đâu nha. Tại nhà mình ta xài loại mũ, mình ta chế ở nhà. Xài hai cái loại hai quan á. Xài bền lắm, còn cái này mấy chủ tiệm nó cũng nói nó xài một thời gian nó sẽ bị hư à. Dạ, đó, thợ nói là nó đẹp thiệt chứ mà một thời gian nó hư à. Chúng ta cũng mua cho một cái dồi xịt nhà vệ sinh. Rồi lấy cái này nè, để mình cho nước thoát xuống. Rồi xong rồi anh vô công việc của anh tiếp tục đi. Đây, trong phòng thì cũng tô xong xuôi rồi cô chú chị. Nhớ bắt cảnh đẹp cho em nghe, phía trên nó còn rồ rè lắm nha. Cái gì? Cái mặt trên nó bị rồ rè. Cái này nó không lắm đi rồi. Ừ khôn quá ha. Cũng dữ nha. Đúng là phong nằm trên đó, nằm trong. Thấp hơn cái ý tưởng của mình mà thấp hơn đúng không? 3m2 không qua 3m1. Thấy nó bị rồ rè đó. Đúng rồi. Tại trường mình tới 3m2 rồi. Dạ. Tại khi sau này hai chồng con cháu lớn lên đó, có tiền là ta xài máy lạnh này kia sao? Tương lai mình đâu có biết mình ngày nào không anh? Bây giờ khổ sau này nó giàu sao? Con lớn lên rồi đi làm mà có dư tiền của đâu đóng la phong. Ô xin lỗi, đóng để cái máy lạnh đó. Đóng máy lạnh vô. Chọc hoài cà lâm nha. Mình đâu biết ngày nào mình như thế nào không. À sao 4 giờ rưỡi là chưa biết ai vào hơn ai. Chưa tới con người chưa gọi là tết. Đúng rồi chưa. Đúng muốn lọt sàn luôn hả? Ủa, gần tận đó. Đây. Người ở trên sàn mới đụng kinh luôn hả?
Ủa hôm nay thợ liêm là leo lên luôn rồi. Hôm nay chia quân qua bên kia mớ phải không? Không, ông kia ông mắc công chuyện á, rồi mất em ông thợ ở bên đây này lắp vào chỗ kia. Anh mới nhảy lên chứ còn không cái nhà tắt anh xong rồi. Đúng rồi. Anh có người nghỉ á, thằng ra mới nhảy lắp qua lắp lại đừng cho tóc. Kỳ quá sao không bỏ được à? Đây tất khúc đây. Mà cái nhỏ linh mỏng quá lắm anh. Thế còn như bây giờ mày à? Để qua khỏi đây là bên đi đủ rồi. Để không phải cái cần nữa. Mơ 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 đòi tiền đi chích á, đi chụp city đi. Mình bên này hớt tóc đẹp trai của tên Bình. Từ ngày làm hồ giờ có bà nào điện anh không? Hả? Có cần em làm mai cho không? Hả? Anh Minh thì cũng còn độc thân của chú chị. Mà tới ba con rồi. Độc thân của ba con. Trời ơi trời, văng. Chơi tôi ha. Đưa xe về bản chút nữa, cái dễ. Cái cây dài quá anh. Nó lên tới trên nó dưới đây đụng kình kình luôn. Chiều cao từ dưới này lên tới đó là bao nhiêu mét anh? 3m2. 3m2 này cũng cao dữ lắm à. 3m2 mình đóng được không 3m2. À, thấy, tôi thấy cao lắm. Cái thước nẹp á, thước nẹp 2 phân á. Nẹp muốn cái cổ chứ gì. Dài không hả? Cắt chút đi, 2 phân 3 đó. Thế mà mình có mấy cái biên mình liên cái mát. Ừ, anh muốn cho bóp mèo. Mèo rồi. Gấp mèo. Cái gì? Chọn gì đâu? Đừng cần thiết phải chọn. Thấy nó bị không có điều này kia đó. Thì mình làm cái cửa sắt luôn đi. Đó, nếu mà làm cửa sắt thì mình luồn một bên. Rồi luồn một bên thôi. 2m. Cái đời cái 2m anh em làm cửa sắt mới chắc làm cửa cũng. Làm 2m đi rồi cửa. Tại vì mạnh thường quân cũng yêu cầu mình làm cái cửa trước như sau giống nhau á. Em định làm cửa tôn mà mạnh thường quân nó bây giờ làm cái cửa. Cửa mà kéo mình luôn. Quyết định mình không dùng là xài cái màu gì. Chứ để cái đó đặt rồi em không thích cái màu là không có được. Cái cửa hả? Ờ lấy màu xanh 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 á. Màu
xanh đó. Tại vì nó cũng nhiều màu lắm đó thằng. Nó bắt đặt trước không à. Tại mình tơ cũng thông báo cô chú anh chị, tại làm bên nhà của Thanh Khờ á, thì mình tơ là dự tính làm cái L ra thêm 1 mét, mà nhưng làm 1 mét thì có nhiêu đây à, thì gắn cửa thì hơi xấu L á. Bây giờ mình tơ chắc thằng Quân kêu là gắn cửa trước cửa sau giống nhau luôn đó. Bây giờ mình có thiết đổi thiết kế, tại vì mình thấy mình làm theo cái kinh phí của mình á, là mình thằng Quân nó bây giờ sẽ hỗ trợ thêm làm cái nhà sau, rồi cho gắn cửa nhôm hết luôn, cái nhà xin cửa nhôm luôn, để dự tính người ta làm cái cửa tôn thôi. Mà mình thằng Quân nói cửa đó hơi xấu, đổi thiết kế nữa rồi, thì dự tính là mình ta chỉ làm 1 mét ra thôi, mà 1 mét cỡ này quá nhỏ, giờ bỏ liêm ra 2 mét luôn đi, cho L cho nó sáng chút xíu để sau này mở cửa ra vô cho nó rộng rãi. Thì cũng có nhờ cô chú gửi về kinh phí về thêm á, tôi mới làm dám làm, chứ mình bung ra làm một lần một cũng kinh phí này kia nó còn hạn hẹp á, bên nhà Thanh Thờ á mình tôi làm được có 3 mét à. Tại nhà sau mình bung rộng quá thì nó cũng thiếu thốn nhiều thứ. Ở nhà bên Thanh này thì bên tôi làm ra tới 4 mét, tại vì con đông mà, nhà kia chỉ có 2 anh em mà, mình cũng tiết kiệm kinh phí để mình câu đường điện nữa. Tại nhà đó là mới toàn bộ đường dây điện từ ngoài vô là phải cần câu điện riêng. Bữa nay em đi qua bản là thấy lạ nữa. Dạ, một lát em sẽ xuống đó anh. Hả? Một lát em xuống dưới. Thì đó, nếu mà em xuống đó em thấy lạ, nó biết lạ sao không? Cái đường mà mình chạy xe bây giờ ở xóm nó tự nhau, bây giờ người ta đào còn có chút xíu à. Ôi trời. Thành ra mình đổ chiếc xe này mình không có đổ xe lớn được. Bắt buộc mình đổ xe nhỏ ba bánh như một lần nhà của mình. Người ta không cho mình vô hả? Không phải, người ta không có cho. Ý là cái đường đó bị người ta móc hồi đó, cái đường nó còn bự. Bây giờ cái ta móc còn cái miếng cắt phần đất của người ta. Giờ người ta móc cái phần của ta nó trơn rồi, ra còn cái đường đi không, nó nhỏ xe lớn vô không được. Tại hôm qua anh mắc đám á, chắc kèo anh đi á, rồi anh mắc đám phụ đám chứ không phụ là anh kêu đổ mẹ 3-4 xe lớn luôn cái hộ rồi. Giờ chiều đi cái thái giật mình chết mẹ. Dạ, yeah, nhưng mình tranh thủ kéo vật tư đá cho đủ đi anh. Để thiếu. Không có ba cái đó thì mình đổi nó khác rồi, mà có cái là mình còn xài cát, mình còn xài nhiều á, tại mình chưa to đâu. Dạ. Bây giờ xe còn đổ được, nhưng mà đi xe nhỏ chứ không được đi xe lớn. Nếu mà đổ xe lớn á thì bắt buộc anh sẽ vận chuyển hơi xa. Ngay chỗ cái xe đó. Không phải cái xe đó. Lúc mình chưa làm chưa ai dành đúng không? Đúng rồi, chưa có mấy cái hồng kia, cũng cày lộn rồi. Đất tay cũng muốn chém nha. Lúc đó chưa có nhà, còn phía sau nhà có Thanh Thờ lúc trước chưa có ai làm nền, làm gì từ ngày mình làm cái nhà, bây giờ người ta móc đất móc vậy làm nền nhà. Phía sau. Đó mới mua cái miếng đó không cả công máy mà 200 triệu á. Mình chưa có làm thì chưa ai chưa thấy xung sao. Xung sao giờ từ mình làm vô là tôi xung sao. Hai phòng này tết ngày mai mới giáp quá ha. Hả? Mới giáp quá ha. Còn thừa lại mấy bản á, mai xong rồi mang đi sát thôi. Có như mai ai lắp quá, ai đâu lắp thôi. Lắp trong phòng ra ha. Đúng rồi. Anh có tạo cái điểm nhấn bằng anh hỏi em đúng không á. Dạ. Rồi mình dán lên là mấy mấy tấc anh?
không biết gạch cắt làm 2 hay làm 3. Nó làm 3 đấy em ơi. Làm 3 ừ. Làm 3 là 3, 2 phân mấy à? 13, 3 13, 3 Nó 40 Nó 13, 3 Chia làm 3 không? Hả? Ừ, chia làm 3, gạch 40 chia làm 3. Dạ yeah. Chứ chia làm 2 bự lắm mà. Nghe hơi xấu không? 13, 3 13, 3 cái sáu bự quá nó bị dòng nó bị khô. Em thấy ông Giang cái mặt tiền có người đụng nó đi chập quá được làm cái chết rồi. Rồi thì hôm nay mình ta xuống đây để cập nhật video ngắn để đến cô chú chị và vòng ra phía trước đi quay lại thêm một lần nữa để gửi cho cô chú chị. Rồi mình ta cũng chạy qua coi nhà của Thanh Khờ làm tới đâu rồi. Thì phía trước thì cũng tô xong xuôi rồi, với lại quét vôi thôi. Mặt tiền nó khô mình mới quét vôi. Ôi em về luôn anh Liêm ơi. Về anh đi ơi. Chơi anh chơi, quả không có tiền Lâm Phong đi. Anh Lâm Phong hả? Nãy đúng, nãy đưa tiền điện rồi mà. Chú có tiền xài rồi đó, đưa tiền cho tao. Đưa tiền cho tao rồi đó. Giờ lấy tiền Lâm Phong luôn hả? Ừ. Ông rồi. Đưa, ông đưa đủ rồi đưa, ông đưa không nữa đưa. Ừ, nãy thì mình ta cũng chi tiền mua dây điện. Rồi công thợ thì anh Liêm tính hết rồi, hồi nãy mình ta cũng vừa ứng cho anh Liêm, bây giờ anh đòi thêm cái tiền ra phong đó, chưa đóng mà đòi tiền đó là trời. Có, tại anh ta lấy tiền cọc, lấy tiền bỏ tiền cọc tiền anh, lấy tiền này rồi, nó hả? Rồi đưa luôn. Là mình đóng hai cái phòng á, hai phòng ngủ với một phòng khách với hàng ba đúng không? Đúng rồi. Rồi là anh tính bao nhiêu tiền vậy? Thì em tính này 47 mét trên cho 1 mét 135 đi với nhà anh tính đó. Ủa là phòng đóng nhiêu mét? Thì tặng giá của chú Tinh mà mấy cái đồ trước đó. Quên hả? Cầm tiền mệt quá. Rồi bây giờ mình ta cũng ứng cho anh Liêm hồi nãy là 3 triệu tiền dây điện, tiền công thợ dây điện từ trên xuống dưới là đây. Là anh mua bóng dài phải không? Đúng rồi. Rồi hai bên có như ba chỗ là trong phòng khách mình xài cái 1m2, ở đằng này cũng 1m2 luôn. À. Ở trong kia 60. À. Hai cái bóng tròn. Rồi, mua rồi phải không? Chính xác. Ồ hay quá ha. Thì 3 triệu công trực tư, rồi La Phong là 6.110.000, em gửi anh đủ luôn. Rồi còn tiền thợ còn xong xuôi tính nghe. Dạ. À. Đòi nó không cho đâu, rằn giao mới đưa tiền. Anh cũng không dám đòi đâu, đòi sao bị em quýnh. Đòi là lụm liền á. Làm chưa xong nhà đòi đủ tiền là lụm liền luôn. Rồi đủ ha. Rồi. À, là phong điện đài là xong xuôi hết đó. Thì chỉ tiêu công thợ cái tiền nhật tư nữa, bây giờ mình ta sẽ là xong xuôi nhật tư. Anh kêu đầy đủ đồ chưa mình đây? Thiếu gì không? Sợ hụt xi măng với keo. Xi măng còn mà. Thì đó thì giờ anh không dám keo nữa đâu. Giờ coi trước đủ nhiêu keo, kêu nhiêu mà cắt cũng không keo nữa. Dạ bây giờ ở xài hết ấy. Ừ anh xài hết đi, mình nó kêu không kêu dồn. Keo lum la dư mất công, mà còn gạch thì dư 200-300 viên á. Gạch ống à. Gạch ống à. 200-300 mà. Bán lại chứ, bán lại cho anh. Mua không? Không chứ. Kêu tôi dư 200-300 viên nè. Em thấy không, nhà Thảo dư anh cũng đem về vậy. Đâu có chính xác được, kêu đường xa nữa.
dư chút đỉnh chứ không phải dư chứ em. Mình nấu cơm mà ăn còn dư đi. Xi măng thì bây giờ xài hết. Bao nhiêu thì xài hết, có thiếu đủ nhiêu thì kêu nữa. Đủ xài chứ không có sao. Rồi, vậy để cho nó dễ. Chứ ta kêu dồn nhiều lắm cát cũng vậy đó mà hết bao nhiêu mình kêu bao nhiêu. Dễ ha. Cát cũng không có thiếu nhiều nữa đâu. Dạ, còn cái lắp nợ nó xong xuôi rồi, tô cũng gần xong rồi cô chú anh chị. Rồi, thì hôm nay mình tôi xuống đây để cập nhật gửi đến cô chú anh chị với Mạnh Thường Quân. Để biết cái ngôi nhà cũng anh Liêm nói là cuối tuần này sẽ bàn giao. Nếu mà không bàn giao kịp thì khỏi trả tiền. Phải dùng chi tiêu mới được. Không dùng chi tiêu là không chịu đâu. Rồi, vậy đi ha. Thì cuối tuần thì anh sẽ bàn giao cho bên tơ. Mới vô đầu tiên mình nói một tháng nữa chứ giờ không phải cho dược chi tiêu. Để cô bác Mạnh Thường Quân buồn. Liêm nói là một tháng rưỡi là dự tính cái ngôi nhà. Mà anh chịu hao tới nửa tháng lần bây giờ làm cái một tháng xong rồi. Thì em cũng muốn làm xong sớm sớm để bàn giao cho sớm. Để cho gia đình vô đây ở. Thì Minh Tơ cũng còn rất là nhiều việc để làm nữa. Rồi gì cuối đô thì Minh Tơ cũng gửi lời chúc cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân của nhà Hảo Tâm gặp nhiều may mắn làm ăn phát tài phát đạt. Rồi quản sự như ý. Rồi chúng ta kết thúc ạ.